Bắt đầu có đi, tiền công cameramen nha anh. Có gì lát em nhảy cạc nào anh cũng đừng nói nha. Để. Oh no, language tiêu chuẩn cộng đồng. Đeo vậy. Kỳ Euro lần này không chỉ là kỳ Euro đặc biệt với quốc gia nhỏ bé này, mà còn là kỳ Euro cuối cùng của các hào thủ như anh 7, anh 8. Sao chúng ta không lưu lại những kỷ niệm này qua bộ sưu tập thẻ và sticker bóng đá Euro 2024 của Card Game Kisara? Card Game Kisara là nơi tụ họp các tín đồ board game về thẻ bài như Yu-Gi-Oh! Và trong mùa hè này shop còn là nơi cung cấp cho các bạn các thẻ bài, sticker sưu tập về chủ đề Euro 2024 với bao bì đẹp mắt, dịch vụ uy tín. Tôi tin chắc shop sẽ là nơi đưa bạn đến với những kỷ niệm đẹp nhất cho mùa Euro đặc biệt này. Vậy còn chương trình gì nữa mà không ôn lại những kỷ niệm cùng với Card Game Kisara ở một phần mô tả và bình luận. Xin cảm ơn Card Game Kisara đã tài trợ cho video của chúng ta. Xong lại ngồi hết clip tối này tại tiếng VIP. Ai ủng hộ em lấy nhảy kẹo không? Có nhảy một kỳ à, hợp lý chưa? Bắt đầu nhảy không? Bắt này đi. Có tối là mọi người đều mở được. Anh muốn lấy cảm giác không anh? Thôi mình đang quay clip mà. Anh đang cần nhân phẩm anh không anh? Lấy em ơi. Thấy tối quá à, nói nha. Thấy tối xíu. Cô Lạc né qua bên để cho ánh sáng vào phòng nè. Mở đèn flash chứ. Cũng hợp lý. Photo tour. Ultimate. Ulti. Ngon. Mưa luôn. Oh no. Mở bắt chiêu vô cùng tiếng mưa chiêu Luffy. Tôi cắt cũng được, không sao. Đây là Gamisel. Hợp lý à. Giờ kẹt lớp meta. Bắt cuối chưa ra 25 game mua. Chắc là ra. Ai biết kiểu gì trả ra. Kéo thành tờ Alligator Fossaclo Rental Chibiu. Hợp lý. Cái A nó bị cái kho chiếc kiếm nó toàn kiểu nó theo Uyuu á. Cái gì? Ủa, thì kẹt OC okay, đó giờ nó ô vuông mà. Nó secret vuông mà chứ nó đâu có secret chém đâu. Thấy không? Được, con này sẽ được. Omega. Ngon nhất cái là kéo đang trồn mấy con mà kiểu Rumbach, Kuri. Ngon cái hộp staple. Ngon nó ngon. À đúng rồi, có phần sắm 25 nữa. Phần 25 nãy anh mới thấy có ông đó. Ô 25. Hợp lý nha. 25 nhưng mà con này hơi trôn. Nhưng mà ít ra thì bạn có hai con. Đủ chơi đấy kìa. Anh có cần lấy hay coi cho kỹ không? Hơi trôn. God of Soul rồi. Asset code. Eclipse secret. Asset code UG. Có hai lần rồi, biết là có con rồi. Có đập sâu cũng được á, có đập sâu. Giờ Italy. Nhiều quá ship. Okay. Master. Con này được. Sợ tay bộ đánh vui. Không. Nó bị cái nó hay đồng á, tùy nó không làm gì được á. Fenrir, Fenrir chứ. Fenrir mạnh hơn. Blue Eye. Ship. Ok, bắt con này sẽ còn bốn mắt nè. Giờ bóc ra Vicious, Extra Clown. Còn bắt cuối em xin. Vicious, Extra Clown này ngon. Cho đây dọn này đây. Cảm ơn. Đó chưa. Cho thì mai, ủa bắt này quen. Điên quay vô. Quay của mình. Secret. Cũng ngon. Nhưng mà ra 25 thì sẽ đẹp hơn. Cái gì 25 trả đẹp em? Hả? Cái gì 25 chế đẹp? Ochama 25 đẹp không? Đẹp chứ. Cũng đẹp. Tính là Ochama nó đẹp. Đẹp trong lòng.
Không, con Chama có hai bát cuối. Có hai bát cuối, thằng gì? Anime trong anime á. Nên là sẽ có người mua. Ôi, coi như bát này ra hai bộ, một hộp tiêu chuẩn là 225 225. Hành xui. Ồ, IB kìa. Ồ, vừa hộp đi chơi. Rồi bát cuối. Em lấy được. Bát cuối là chắc chắn 25 nè. Em nhảy bát cuối. 25. 25. Oh no. Hay lắm không? Ủa, kéo đây chưa? Hợp lý. Đâu 25 gì? Trời, hợp ra có 125 à. Vậy chắc. Recap lại, zoom vô recap lại. Trôn. Dạ. Mưa xuống cái hết vậy? Mưa cho mát đất. Mưa mát đất. Ủa, nhưng mà bóp xong rồi đó là không ra Abolusa nữa. Không một con Abolusa nè, cả 25 của anh mà dạ, quá đẹp luôn. Còn máy này em có internet này, anh mua luôn cho đủ playset không? À không rồi, nó không có gì, không có cái chân cái tay mà nữa. À sao không có bộ phận thành sức mạnh nữa đúng không? Không có chân tay đầu gì. Được rồi, sết với quay của mình là rồi. Sao tay bộ vừa đủ chơi luôn. À sẽ tốt nữa. Kéo đang chồ. Nhưng mà mình không kiếm được transport. Con này cũng được nhưng mà nói chung không hợp lý. Ủa nhưng mà con này biết có kéo in trồ nữa. Trời ơi, nè. Hai bi. Này luôn cũng được, này cũng hợp lý. Number 90. Linkuribo. Linkuribo dành cho những bạn nào còn nhớ người cũ. Yugami Cell cũng được kìa anh. Titan. Garura nè. Này cũng được. Kurikara. Nè, như đây stable nè. Comic nữa anh. Còn Comic Secret nữa kìa. Con này Ultimate. Con này Comic Ulti. Này, con này xài được thôi. Cross ship xài cũng được. Cross ship dạ chắc ít người xài. Đó như vậy thôi. Tùy cách. Rồi. Tùy coi chứ anh. Oh no.